Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là music video Một Ngày Không Còn Xa. Một hình ảnh Phạm Ngọc Triệu rất nóng bỏng, rất năng động và rất thời thượng. Còn bây giờ quay trở lại với cái cuộc trò chuyện dang dở ở cuối phần 2, chúng tôi đang nhắc tới một cái dự án mới Phạm Ngọc Triệu sẽ tiếp tục làm khó mình. Đó là dự án mang tên là Con Gà Trống số 2. Dạ. Và lần này là không còn là nhạc dân ca mà kiểu theo cái hơi hướng hiện đại nữa, mà sẽ là thuần túy bolero. Dạ đúng rồi, thuần túy bolero. Bởi vì ai là người sáng tác bài hát đó cho em? Em đã đặt nhạc sĩ nào sáng tác? Dạ, nhạc sĩ là Nguyễn Phi Bằng. Anh đã viết tặng độc quyền cho em cái bài hát đó. Okay. Dạ. Trong cái bài Con Gà Trống số 2 này thì câu chuyện nó có còn bi thương? Dạ chắc chắn là sẽ bi thương rồi. Nhưng mà cái lần này anh nhớ là kết thúc của Con Gà Trống số 1 thì nó đã là hạnh phúc rồi, mà bây giờ nó lại tiếp tục khổ đau nữa à? Dạ thì lần này em lại đổi một cái câu chuyện mới. Thật sự nó nôm na về mình sẽ mang lại một cái hình ảnh con gà trống. Mà vẫn là một con gà trống nuôi con. Và cái câu chuyện từ bối cảnh cho tới câu chuyện nó nói sẽ chung hơi là con gà trống khác. Dạ, thêm con gà trống khác. Dạ. Và cái tựa bài hát thì nó cũng sẽ rất là dễ nhớ. Và cho em xin giữ bí mật, nó chỉ có một cái chữ ơi trong đó, nhưng mà hai chữ kia thì em xin bí mật đi, để cho khi ra mắt quý vị khán giả sẽ thấy một cái điều đó mới lạ. Nhưng mà quý vị khán giả vẫn nhớ tới là hình ảnh của con gà trống. Tại bởi vì bây giờ thì thật sự em rất là may mắn, bởi vì khi người ta có nhiều người viết trên Facebook cho em hay nhắn tin cho em nói là chỉ cần bây giờ họ nghe tới cái con gà trống thôi, họ đã nhớ tới ca sĩ Phạm Ngọc Triệu rồi. Đó là cái điều em muốn làm để em đáp lại cái sự yêu thương của vị khán giả. Và lần này thì em sẽ cố gắng đem lại một cái màu mới, một cái bài hát mới cho quý vị khán giả thưởng thức. Tưởng đâu quý khán giả Sài Gòn đi ăn ở cái nhà hàng Con Gà Trống mới tưởng đâu nhà hàng của Phạm Ngọc Triệu, phải không ạ? Bởi vì thời gian vừa qua thì Phạm Ngọc Triệu bây giờ là có cái signature là thành con gà trống rồi. Hình ảnh đi đâu nhắc tới Phạm Ngọc Triệu cũng là hình ảnh nhắc tới các khúc Con Gà Trống. À, nói vui vậy thôi, tuy nhiên cuộc sống này nó tồn tại rất nhiều điều thú vị. Và cũng có rất nhiều những điều mầu nhiệm. Hãy cứ nuôi cái niềm tin, hãy cứ giữ cái ước mơ. Và hãy cứ giữ cho cái ngọn lửa đam mê đó nó được cháy. Phạm Ngọc Triệu thì bây giờ cũng đã hy sinh đủ cho gia đình, cho người thân. Bây giờ thì chắc chắn là cái nền tảng về cuộc sống cũng đã tương đối là vững chắc. Đã đến lúc mà Phạm Ngọc Triệu sẽ sống hết mình với âm nhạc đúng không? Dạ, sắp tới sẽ là rất nhiều những dự án âm nhạc mà em trở lại, và liệu có lợi hại hơn xưa không? Dạ, lợi hại hơn xưa hay không thì đó là cái điều mà quý tùy vị khán giả và khán giả sẽ xem. Hãy xem cái MV tới của em sẽ ra mắt trong một năm nay. Em hy vọng như vậy. Và dĩ nhiên mình sẽ sống hết mình với ca nhạc, bởi vì những năm vừa qua thì em lo bên cái nghề kia của em hơn. Và dĩ nhiên song song vẫn là ca hát, nhưng mà năm nay sẽ là cái năm trở lại, bởi vì năm nay là năm Đinh Dậu mà con gà trống thì nó phải bắt đầu phải xòe, phải trở lại từ lúc năm Dậu đúng không? Dạ đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, năm nay con gà trống Phạm Ngọc Triệu sẽ cất cao tiếng gáy, và hy vọng rằng sau rất nhiều cố gắng thì những gì mà Phạm Ngọc Triệu đang gieo sẽ sớm trở thành những cái cây, và rồi sẽ nở hoa, sẽ kết trái, sẽ mang lại rất nhiều những trái ngọt cho đời sống và cho sự chọn lựa của Phạm Ngọc Triệu. Phạm Ngọc Triệu đang nhắc tới một cái bước chuyển mình mới, tức là Phạm Ngọc Triệu chuẩn bị đến với nhạc bolero. Em đã chuẩn bị những gì cho sự chuyển mình này? Có phải nghe nhiều nhạc bolero, hay là có phải nghiên cứu nhiều để mình có được những cái căn bản của bolero không? Dạ. Em đã làm những gì cho sự chuyển mình này? Dạ thật sự thì anh có thể nói là em đã nghe hầu hết tất cả các ca sĩ đã hát nhạc bolero, giống như là từ anh Dương Ngọc Thái cho tới Quang Lê, tất cả các chúng ca sĩ bắt đầu rồi phải không? Dạ, để mà mình mới biết các cách họ hát như thế nào, và họ truyền tải một cái bài hát như thế nào, và để cho mình có một cái idea mình sẽ hát như thế nào để mình thể hiện. Và dĩ nhiên em cũng không có muốn là sẽ giống họ, em phải có một cái màu riêng của em. Em cũng hy vọng rằng bài hát tới quý vị cũng sẽ đón nhận giống như là bài hát Con Gà Trống vừa rồi. Cá nhân Lưu Việt Hùng thì cũng đang thực sự là cũng đang rất là tò mò, bởi vì biết Phạm Ngọc Triệu từ những ngày đầu bắt đầu nhen nhóm ước mơ của mình từ 4-5 năm về trước, hình như cũng hơn 4-5 năm, lâu hơn rồi. Tức là từ lúc mà biết Phạm Ngọc Triệu nhen nhóm với ước mơ của mình tới giờ ngót nghét cũng đã 6-7 năm. Dạ đúng rồi. Thì Phạm Ngọc Triệu là một người gọi là người rất là cầu toàn, gọi là ăn chắc mặc bền đó. Tức là
mọi thứ đều phải chuẩn bị, thà mất thời gian một chút xíu nhưng nó chỉnh chu. Điều đó lý giải vì sao mà Con Gà Trống được yêu thích, Một Kẻ Không Còn Xa được yêu thích. Bên cạnh đó còn rất rất nhiều những bài nhạc khác. Phạm Quốc Triệu tung không nhiều bài, nhưng mà gần như mỗi một bài hát Phạm Quốc Triệu tung lên trên YouTube hay trên Zing hay trên những trang âm nhạc đều có những dấu ấn nhất định. Thì hy vọng rằng với cái hoài bão giấc mơ về một Con Gà Trống số 2, số 3, số 4 sẽ mang lại thật nhiều những cái kết quả tốt đẹp cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Thực ra cái môi trường ca hát bên AOE nó hơi bị bó buộc và hơi bị nhỏ hẹp. Em có tính là sau này em sẽ có những cái công việc dài hơi để về Việt Nam nhiều hơn hay qua Mỹ nhiều hơn không? Dạ có chứ, hiện tại thì em cũng, dĩ nhiên năm nay là cái năm đầu tiên em trở lại với xuất hiện ở sân khấu ở Na Uy. Em đã hát cho chùa các show và tới đây khi em trở về lại Na Uy thì em cũng sẽ đi hát ở Na Uy để cho khán giả biết mình. Tại vì mỗi lần em xuất hiện ở Na Uy thì người ta bất ngờ là khi giới thiệu là ca sĩ Phạm Ngọc Triệu đến từ Na Uy thì ai cũng bất ngờ. Và cái điều thứ hai nữa họ hay hỏi em là ủa em ở từ đâu, em nói là dạ em ở Oslo. Ủa tại sao mà không bao giờ là thấy em ở Na Uy? Ở ngay thủ đô luôn. Dạ đúng rồi, mà không, dạ đúng rồi. Nhưng mà coi như em nghĩ là bây giờ đã đủ duyên để mình xuất hiện ở Na Uy thì em sẽ tiếp tục. Và dĩ nhiên sắp tới đây thì cũng sẽ em sẽ nhận lời. Trước giờ thì cũng có những nước lân cận như châu Âu hoặc là bên châu Úc cũng đã có từng mời em, hoặc những tiểu bang khác, nhưng mà em cũng chưa có thời gian để đi. Thì em cũng hy vọng là mình sẽ có nhiều thời gian hơn và để đáp lại sự yêu thương của quý vị khán giả trên thế giới. Dạ. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là Na Uy là một đất nước nhỏ bé xinh đẹp. Tuy nhiên, mặc dù là đúng Na Uy không có nhiều show diễn, nhưng nguyên một cái khối châu Âu đó cũng rất là nhiều show. Hùng đã thấy có những ca sĩ ở bên Anh họ chạy show ca Pháp, và cái châu Âu anh cảm giác là giống như là chạy show trong nước Mỹ vậy đó. Những cái nước nó gần gần nhau và bay chỉ 2-3 tiếng. Dạ đúng rồi. Từ Na Uy có thể bay show đi Pháp, bay show đi Đức, đi Anh, đi rất nhiều những cái nước gần gần đó đúng không? Dạ đúng rồi, đó là cái điều mong ước của em hiện tại, là có thể là mình vừa làm cái nghề chính của mình và mình vừa lại có thể cuối tuần, weekend mình bay Anh, Pháp, Đức gì đó cho nó gần. Và những khi những ngày lễ lớn thì mình có thể bay qua những nước lớn như là Mỹ, Việt Nam. Và sắp tới đây thật sự ra có thể nói bật mí chút xíu là có bầu show bên Canada cũng đang trong tầm ngắm, và hy vọng là năm sau em sẽ xuất hiện được ở Canada, những tiểu bang ở bên đó. Dạ. Thật ra từ Na Uy mà bay show qua Mỹ hay bay show Canada thì hơi vất vả một chút xíu, nhưng mà bằng cái sự bởi vì đường nó cũng hơi xa đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là nếu như mà sau này khi quý vị mà thấy Phạm Ngọc Triệu hát ở Mỹ hay ở Canada thì hy vọng quý vị sẽ ủng hộ thật nhiều để những lần sau đó Phạm Ngọc Triệu sẽ được trở lại nhiều hơn, và cái sự mà show diễn của Phạm Ngọc Triệu mỗi một lần qua Mỹ hay qua Canada sẽ nhiều hơn để cho bỏ cái công mà Phạm Ngọc Triệu bay một chặng đường quá dài. Dạ đúng rồi. Bay từ Na Uy qua đây cũng ngót nghét 13-14 tiếng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì đó là cái điều giờ mà... nó có lệch nhiều không nhờ? Anh không nhớ. Dạ đúng, rất là nhiều, coi như là nửa ngày là 9 tiếng ở Na Uy, đi trước Mỹ là tới 9 tiếng lần. Cho nên là mỗi lần mình qua là coi như mấy ngày đầu là mình bị jet lag, mình rất là mệt. Giống như lần này cũng vậy, thì những ngày đầu có thi thì em thức tới sáng, hoặc là có khi thì em 1 giờ khuya em ngủ tới 4 giờ sáng em đã dậy rồi. Tại vì em bị jet lag. Cho nên là mất nhiều thời gian, nhưng mà nó đáng nếu như mình được đi diễn và mình được hát những bài hát của mình cho quý vị khán giả nghe. Tuy nhiên thì anh muốn hỏi một chút xíu, bởi vì thật ra ở Mỹ đó, một người ca sĩ họ hát một cái show họ yêu cầu ca sĩ hát rất nhiều bài, chắc hẳn là ngoài những bài hát tủ ra thì bây giờ Phạm Ngọc Triệu cũng đã phải tập thêm nhiều những bài hát nữa để có thể đáp ứng được. Giống như có những cái show mà chỉ có Phạm Ngọc Triệu hoặc thêm hai ba ca sĩ khách mời nữa thì Phạm Ngọc Triệu có thể handle được đúng không? Bây giờ Phạm Ngọc Triệu có tất cả trong cái thư viện của mình là bao nhiêu bài hát mình có thể hát? Theo em nghĩ thì chắc cũng 30-40 bài gì đó. Và điều thật sự ra điều mới năm nay cũng mới lần đầu tiên thật sự là Phạm Ngọc Triệu đi hát live thôi, là hát nhạc Phật. Và lần đó thì thật sự là em lên em rất là rung, vì em cũng nói là lần đầu tiên em hát nhạc Phật. Coi như là em đã hát mỗi ngày để lần đầu tiên mình xuất hiện ở lễ Phật đản nữa. Cho nên là em cố gắng. Thì ngược lại thì mọi người rất là ủng hộ và cũng nói là con, nếu như là mấy bác lớn tuổi á, cũng nói là mai mốt con đó nhớ hát nhạc Phật nhiều hơn để cống hiến cho quý vị khán giả của Phật tử ở Na Uy. Dạ đó là cái điều mà cũng mình là một bất ngờ, là một cái bất ngờ mới của em nữa, là một cái
dòng nhạc mới lần đầu tiên em hát, và cũng trong năm nay thật sự năm nay nó có nhiều cái sự thay đổi, và em cũng hy vọng là nửa năm cuối đây cũng sẽ nhiều sự thay đổi. Dạ. Ok. Dạ. Tức là chúng ta sẽ còn gặp là Phạm Ngọc Triệu trên Khách Mời Âm Nhạc thêm một hai lần nữa để chia sẻ về những cơ duyên mới của Phạm Ngọc Triệu với nhạc Phật. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết, và để khép lại cho live show ngày hôm nay, một món quà đặc biệt từ Phạm Ngọc Triệu trên sân khấu của Khách Mời Âm Nhạc, Phạm Ngọc Triệu sẽ gửi đến quý vị một ca khúc rất mới và cũng đang rất được yêu mến của Phạm Ngọc Triệu, ca khúc Thật Khó. Cảm ơn Phạm Ngọc Triệu đã đến, và xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Phạm Ngọc Triệu qua ca khúc Thật Khó quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Xin chào. Chôn sâu niềm đau, vì anh biết khi đã yêu thương một ai thì con tim anh sẽ càng khắc sâu. Thật khó để nói chia tay cùng em, thật khó để dẫu giọt nước mắt, phải làm sao cho lòng anh chẳng nhớ, chẳng phải đớn đau từng phút giây. Chỉ có anh thôi, mãi mãi đứng sau một tình yêu. Từng hạt mưa đêm nay nhẹ rơi hòa tan cùng anh nỗi buồn. Đoạn đường hôm nay anh đi lẻ loi, còn em ấm em bên người. Tạm biệt em nhé người yêu, ngày mai ta phải xa nhau. Em hãy sống thật vui người yêu nhé. Em người ơi, thật khó để chôn sâu niềm đau. Để anh biết khi đã yêu thương một ai thì con tim anh sẽ càng khắc sâu. Thật khó để nói chia tay cùng em, thật khó để dẫu giọt nước mắt. Phải làm sao cho lòng anh chẳng nhớ, chẳng phải đớn đau từng phút giây. Vì ngày hôm qua em đã nói rằng em hết yêu anh rồi, vậy thì anh sẽ buông tay để em bước đi bên người. Chợt anh nhận ra muôn điều, chẳng có tình yêu nào mãi mãi, chỉ có anh thôi, mãi mãi đứng sau một tình yêu. Từng hạt mưa đêm nay nhẹ rơi hòa tan cùng anh nỗi buồn. Đoạn đường hôm nay anh đi lẻ loi, còn em ấm em bên người. Tạm biệt em nhé người, ngày mai ta phải xa nhau. Em hãy sống thật vui người yêu nhé. Vì ngày hôm qua em đã nói rằng em hết yêu anh rồi, vậy thì anh sẽ buông tay để em bước đi bên người. Chợt anh nhận ra muôn điều, chẳng có tình yêu nào mãi mãi, chỉ có anh thôi, mãi mãi đứng sau một tình yêu. Từng hạt mưa đêm nay nhẹ rơi hòa tan cùng anh nỗi buồn. Đoạn đường hôm qua anh đi lẻ loi, còn em ấm em bên người. Tạm biệt em nhé người yêu, ngày mai ta phải xa nhau. Em hãy sống thật vui người yêu nhé. Tạm biệt em nhé người yêu, ngày mai ta phải xa nhau.